Trong khi thế giới bóng đá, đặc biệt là bóng đá châu Âu, đang phải lo lắng vì việc mất người do giải đấu AFCON và Asian Cup sắp khởi tranh vào đầu năm nay, thì làng bóng đá châu Âu lại được một phen rúng động. Cụ thể là theo các trang tin hàng đầu của bóng đá châu Âu, The Kop đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Mbappe, một trong những cái tên đắt giá nhất của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại. Không thể phủ nhận Liverpool đang là niềm tự hào của bóng đá Anh thời điểm hiện tại, đặc biệt là ở đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, với một đội bóng mới chỉ giành được một danh hiệu Premier League và hai danh hiệu Champions League ở thế kỷ 21 như The Kop, việc nhảy vào cuộc đua giành Kylian Mbappe với Real Madrid là một điều gì đó phần nào bất khả thi, nhất là khi xét đến tầm vóc của kền kền trắng, một đội bóng cũng giống như Man United luôn là điểm đến hàng đầu với các ngôi sao trên toàn thế giới, dù là khi họ đang ở trên đỉnh cao hay đã lụi tàn. Ngay sau khi thông tin Liverpool chính thức bước vào cuộc đua giành chữ ký của Kylian Mbappe với Real Madrid, đã có rất nhiều đồn đoán được đưa ra về vấn đề này. Một số nguồn tin cho rằng đội chủ sân Anfield thực sự quyết tâm muốn có Kylian Mbappe, một sự thay thế hoàn hảo cho Mohamed Salah trong tương lai. Số khác thì lại cho rằng đây chỉ là đòn gió do Paris Saint-Germain tung ra nhằm ép giá Real. Đội bóng sẵn sàng chi tiền để đem về tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Vậy, đâu mới là thông tin đúng? Chúng ta sẽ biết gì về thương vụ này? Tương lai của Kylian Mbappe sẽ ra sao sau khi mùa giải này kết thúc? Nhưng quan trọng nhất vẫn là câu hỏi, vì sao báo chí, bóng đá lại khẳng định Liverpool mới là đội bóng có lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Pháp? Ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những thắc mắc về thương vụ có thể xem là đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại. Theo các nguồn tin từ giới thạo tin bóng đá châu Âu, ở khoảng đầu mùa giải, Kylian Mbappe đã bị đẩy ải lên băng ghế dự bị sau khi anh khiến chủ tịch Nasser El-Khelaifi của gã nhà giàu nước Pháp sau khi quyết định không tái ký hợp đồng với Paris Saint-Germain. Tệ hơn, Mbappe còn bị cấm cửa khỏi sân tập của đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử trong khoảng một thời gian khá dài. Tuy nhiên, sau một cuộc trò chuyện giữa hai bên, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Ngay sau đó, Mbappe đã trở lại với đội hình chính và ghi được 7 bàn trong 5 trận đấu đầu tiên của Paris Saint-Germain ở đấu trường Ligue 1 mùa này. Dù cả hai bên đã đạt được những thỏa thuận để Mbappe trở lại thi đấu cho PSG, nhưng cũng theo các thông tin từ báo chí bóng đá châu Âu, Mbappe vẫn chưa chịu ký thỏa thuận gia hạn hợp đồng với PSG. Điều sẽ giúp đội bóng chủ quản của anh kiếm được một khoản tiền rất lớn từ điều khoản phá vỡ hợp đồng. Trong trường hợp Kylian Mbappe kéo dài tình trạng này cho đến hết mùa giải, anh sẽ là cầu thủ tự do và sẽ có thể đến bất kỳ câu lạc bộ nào anh muốn. Khi đó, PSG sẽ là những người thiệt nhất khi mất trắng tiền đạo xuất sắc mà họ từng sở hữu trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong khi các báo lớn của châu Âu đều đồng loạt đưa tin Mbappe sẽ chuyển đến Real Madrid ở mùa hè năm nay sau khi kết thúc hợp đồng với PSG, thì trang tin Le Parisien của Pháp lại đưa ra một thông tin gây sốc. Đó là Liverpool mới là đội bóng có lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo trẻ xuất sắc nhất bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại. Thậm chí, theo tờ báo này, đội bóng của Jurgen Klopp chính là ứng viên khiến cho PSG lo sợ nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Mbappe, chứ không phải là Real Madrid như nhiều báo châu Âu vẫn đưa tin. Một trong số những lý do khiến thông tin này gây sốc với làng bóng đá lục địa già, đó là xuyên suốt thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Liverpool đã từng được nêu tên trong cuộc đua giành chữ ký của Mbappe. Ở thời điểm đó, Jurgen Klopp đã dội một gáo nước lạnh thẳng vào ngọn lửa tin đồn mà báo chí bóng đá châu Âu khơi mào. Cụ thể, huấn luyện viên này chia sẻ với Sky của Đức rằng: "Chúng tôi vẫn coi chuyện đó như một trò đùa. Tôi có thể khẳng định cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng tình hình tài chính của chúng tôi ở thời điểm hiện tại không phù hợp cho thương vụ này tí nào." Tuy nhiên thì huấn luyện viên người Đức chia sẻ nửa đùa nửa thật với truyền thông rằng rất có thể ban lãnh đạo Liverpool sẽ tạo ra một bất ngờ cho ông ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Cụ thể, "Tôi không muốn dập tắt niềm vui của giới truyền thông, nhưng thực sự chúng tôi chưa có động thái gì. Nhưng biết đâu đấy, ban lãnh đạo chuẩn bị tạo bất ngờ cho tôi chăng? Trong trường hợp điều đó xảy ra, đấy chắc chắn sẽ là bất ngờ lớn đầu tiên mà tôi nhận được trong 8 năm trời dẫn dắt đội bóng này." Có rất nhiều nguyên nhân được các tờ báo uy tín nhất nước Pháp tự tin vào việc Liverpool sẽ có được chữ ký của Mbappe. Đầu tiên, theo tờ báo này, mẹ của Mbappe, bà Faya Lamari, người hiện tại đang là đại diện cho cậu con trai nổi tiếng của mình, là một fan lâu năm của Lữ đoàn Đỏ. Thứ hai, theo tờ báo này thì Mbappe và Klopp có mối quan hệ thân tình từ trước. Bên cạnh tờ Le Parisien, một tờ báo khác cũng tự tin vào việc The Kop sẽ có được chữ ký của Liverpool là L'Equipe, đặc biệt là nhà báo Loïc Tanzi, một nhà báo có mối quan hệ thân thiết với đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử. Cụ thể, trong một bài viết được đăng tải vào ngày 1 tháng 12, tức một tháng trước khi những tin đồn về việc Kylian Mbappe sẽ chuyển đến Liverpool bùng lên, nhà báo này đã viết như sau: "Liverpool đã để mắt đến cậu ấy từ thời ở Monaco. Vì vậy, Klopp đã đến theo dõi cậu ấy.
thậm chí cả hai còn đàm phán với nhau trên chuyên cơ của đội bóng. Cuối cùng, nhà báo này khẳng định, với mối quan hệ thân tình giữa cậu ấy, Liverpool và Jurgen Klopp, tôi tin rằng Liverpool mới là đội có lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của Mbappe. Có lẽ đây là câu hỏi đang được quan tâm nhất bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại, nhất là sau khi những thông tin về việc Liverpool mới là đội bóng có được lợi thế trong cuộc đua này bùng lên. Để có thể trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải xét đến tình trạng của hai câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại. Với Real, sau khi Karim Benzema rời khỏi sân Santiago Bernabeu, qua đó để lại một khoảng trống mênh mông ở hàng tiền đạo của kênh kiến trắng, yêu cầu về việc tìm ra một tiền đạo nhằm thay thế khoảng trống mà tiền đạo người Pháp để lại là rất lớn. Đúng là thời điểm hiện tại, Real đang có được một cây săn bàn mang tên Jude Bellingham. Tuy nhiên, việc để tiền vệ công này gánh vác hai trọng trách ở hàng công của Real cùng một lúc sẽ khiến cho tiền vệ người Anh quá tải, từ đó dẫn đến những chấn thương không đáng có ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. Tuy nhiên, để có được Mbappe, kênh kiến trắng cũng sẽ vấp phải khá nhiều khó khăn. Một trong số đó chính là những vấn đề kinh tế. Đầu tiên, Real cũng như các đội bóng nhà giàu châu Âu khác đang bị đặt dưới tầm ngắm của bộ luật công bằng tài chính do UEFA xây dựng. Vì vậy, đội chủ sân Bernabeu phải rất cẩn thận khi chi tiêu ở thị trường chuyển nhượng mùa đông này. Cũng vì vậy mà xuyên suốt thị trường chuyển nhượng mùa hè cũng như mùa đông, chúng ta vẫn thường nghe chủ tịch Perez nói rằng Real vẫn cảm thấy ổn với những cầu thủ mà họ đang có. Một lý do khác cũng quan trọng không kém, đó là Real đang bị những người làm bóng đá châu Âu, đặc biệt là ông chủ Nasser El-Khelaifi của đội chủ sân công viên Các Hoàng tử, đặt vào vòng thù địch sau khi chủ tịch Perez quyết tâm tổ chức giải đấu ly khai mang tên Super League châu Âu, một giải đấu chắc chắn sẽ thách thức quyền lực của Champions League ở lục địa già. Về phần Liverpool, khác với đội chủ sân Santiago Bernabeu, những người có đủ khả năng để trả mức lương khổng lồ cho Mbappe, cụ thể là 26 triệu euro kèm 130 triệu euro tiền thưởng nếu cậu gia nhập Real dưới dạng miễn phí ở thị trường chuyển nhượng mùa hè. Nhưng Liverpool có một vài lợi thế trong cuộc đua này, đặc biệt là ở mặt kinh tế. Đầu tiên thì Premier League khác với La Liga đang là giải đấu hàng đầu thế giới. Vì vậy, hạng đấu cao nhất nước Anh luôn là cỗ máy in tiền cho các câu lạc bộ tham dự giải đấu này. Tiếp đó, Mohamed Salah, tiền đạo xuất sắc nhất Anfield thời điểm hiện tại, đang được các đại gia đến từ giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi để mắt tới. Và trong trường hợp Mo Salah cũng như Liverpool gật đầu với thương vụ này, The Kop sẽ có được một khoản tiền để chi trả cho thương vụ Mbappe chuyển đến The Kop. Thậm chí họ có thể đem Mbappe về với sân Anfield một cách miễn phí trong trường hợp tiền đạo người Pháp quyết định ở lại sân công viên Các Hoàng tử cho tới khi hợp đồng của anh kết thúc vào hè năm nay. Cho tới thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Tuy nhiên, trong trường hợp Liverpool giành được chữ ký của Mbappe chứ không phải là Real, đây chắc chắn sẽ là một trong những thương vụ gây sốc nhất, không chỉ với bóng đá Anh mà còn cho cả bóng đá châu Âu. Sẽ là một thương vụ mà như Klopp chia sẻ, sẽ là bất ngờ lớn nhất trong suốt 8 năm trời tôi dẫn dắt đội bóng này.